Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Đây là bài viết Cách sử dụng email hiệu quả không ai chỉ bạn của tác giả Giang Phạm.my. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Ngoài các kênh chat quen thuộc như là Skype, Google Hangouts hay Teams thì email cũng là một kênh giao tiếp hiệu quả mà dân đi làm công sở thì hầu như phải sử dụng mỗi ngày. Bài viết này, mình muốn chia sẻ về những mẹo vặt để giúp cho việc sử dụng email nhanh chóng và pro hơn. Vì số lượng email chúng ta nhận mỗi ngày không ít, đến từ các phòng ban khác nhau với nhiều mục đích khác nhau, cho nên hãy tối ưu hóa thời gian trả lời và xử lý email. 1. Lợi ích của email so với chat. Những file, tài liệu cần gửi và thời gian lưu trữ lâu dài thì nên sử dụng email. Vì gửi qua chat có thể sau một thời gian cố định, hệ thống chat sẽ xóa file hoặc là sẽ khó để tìm kiếm. Cần confirm thông tin từ một ai đó như là sếp hay là đồng nghiệp hoặc là giao việc cho ai đó thì nên sử dụng email để lưu trữ lại bằng chứng, sau này dễ làm việc hơn. Bạn lưu ý chỉ dùng chat để trao đổi nhanh công việc thôi nhé. Email nào hay sử dụng cùng một thông điệp và phải gửi nhiều lần thì soạn thành template email để tái sử dụng sau này. Khi cần, chỉ cần sửa đổi đôi chỗ rồi gửi, vậy là sẽ rất tiết kiệm thời gian và tránh sai sót. Phần 2. Cần tránh. 1. Chỉ đề cập kể lể khó khăn trong email, hết. Khi đã ghi khó khăn thì bắt buộc phải ghi kèm giải pháp cũng như ưu và nhược điểm nếu có. Lý do, sếp thuê về là để giải quyết khó khăn, chứ không phải là để nghe bạn kể lể khó khăn rồi chờ sếp giải quyết dùng. Cho nên, hãy lưu ý cố gắng suy nghĩ thêm nhiều ý tưởng, giải pháp bổ sung vào nhé. 2. Tránh viết lan man, sử dụng câu văn dài dòng. Hãy viết tất cả những gì muốn nói, sau đó hãy ngắt xuống dòng những ý chính, viết cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu. Lý do, ai cũng bận rộn với hàng tá công việc rồi. Thế nên nếu viết quá dài thì người đọc sẽ khó khăn để đọc hiểu toàn bộ nội dung và khó nắm bắt bạn muốn gì. Vì thế, hãy cố gắng viết ngắn gọn, ngắt dòng để dễ đọc, để làm sao người ta lướt qua là hiểu ngay trọng tâm vấn đề. 3. Không nên ghi chung chung về ngày tháng mà phải ghi cụ thể. Ví dụ, deadline 3 ngày sau, chúng ta nên viết là deadline 3 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020. Đấy, ví dụ như vậy. Lý do, so với thời gian ước chừng thì thời gian cụ thể bao giờ cũng truyền tải thông điệp rõ ràng hơn. 4. Đọc hết tất cả các email nhưng lại không xử lý. Hãy sử dụng kỹ thuật một chạm, tức là đã mở email đọc là phải phân loại. Email có thể trả lời hoặc chuyển tiếp ngay, thì trả lời hoặc là chuyển tiếp luôn. Email cần check lại thông tin, cần làm công việc nào đó, thì ghi lại vào danh sách công việc cần làm. Lý do, đọc xong mà không xử lý thì có thể vài tiếng sau, bạn sẽ nhớ mang máng là có cái task nào đó cần làm, nhưng mà lại không thể nhớ ra là phải làm gì, lại phải lục lọi lại mail để đọc lại lần nữa. Thì hãy đọc xong mail nào, xử lý ngay mail đó. 5. Nhầm lẫn về ngày tháng trong email. Hãy check lại cẩn thận trước khi gửi nhé. Phần 3. Cần lưu ý. 1. Hãy tô đậm những gì cần nhấn mạnh khi cần thiết. 2. Luôn check lại đã đính kèm file như là Word, Excel, hình ảnh, v.v. hay chưa. 3. Nếu gửi email đính kèm nhiều file thì nén lại thành một file duy nhất để người nhận chỉ cần tải file một lần cho tiện. 4. Sau khi check hết một lượt nội dung mail, mới điền tên người nhận, người CC để tránh trong quá trình thao tác nhấn nhầm nút send trong khi email thì chưa hoàn chỉnh. 5. Dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để trả lời mail, thời gian còn lại thì tập trung xử lý công việc,
như là đầu giờ sáng, đầu giờ trưa hay là cuối buổi chiều trước khi tan ca chẳng hạn. Mình thì không thích đi làm mà phải ngụp lặn trong biển mail, nên mình thường dành một khoảng thời gian cố định để xử lý mail, còn lại thì lo làm việc. Những mẹo vặt này mình tích cóp được qua quá trình làm việc nên mình chia sẻ lại với mọi người, hy vọng là sẽ giúp ích được cho ai đó. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, hãy vote up để mình có thêm động lực viết thêm nhiều bài khác nhé! Hy vọng rằng bài viết này của tác giả Giang Panda sẽ có ích cho các bạn. Và nhớ đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé! Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé! Và mình là Khánh Linh. Bye!